Trận mưa rông với cường độ mạnh tương đương với bão xảy ra vào tối ngày hôm qua tại Hà Nội được nhận định là trận mưa rông lớn nhất kể từ đầu mùa hè cho đến nay. Theo các chuyên gia khí tượng thì hiện tượng thời tiết nguy hiểm này thường xảy ra vào tháng 5, tháng 6. Cường độ và tính chất nguy hiểm của nó thường gia tăng sau những đợt nắng nóng gai gắt. Trận mưa rông tại Hà Nội bắt đầu từ khoảng 19 giờ hôm qua và kéo dài suốt 1 giờ đồng hồ. Sau đó mưa giảm dần và diễn ra dài sát đến khoảng nửa đêm theo số liệu quan trắc của trạm khí tượng sơn tây trong cơn rông sức gió giật mạnh nhất lên tới 60 đến 72 km/h tương đương bão cấp 8 đã làm đổ cây tốc mái nhà cửa những khu vực ở nội thành hà nội có mưa to lượng mưa đo được tại xuân đỉnh là 79 mm đông anh 65 mm hồ tây và trúc bạch là 40 mm theo lý giải của các chuyên gia thời tiết, sở dĩ trận mưa dầm tối qua có thể mạnh tới cấp 7 cấp 8 tương đương với sức mạnh của một cơn bão là do miền Bắc vừa trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, dẫn đến hiện tượng đối lưu, mặt trời hun đốt mặt đất tạo ra lớp không khí nóng bốc lên cao, gây ra rông. Trong những cái ngày mà thời tiết nắng nóng ấy, tức là khi mà mặt trời thiêu đốt bề mặt trái đất thì nó đã tạo ra một cái lượng bức xạ rất mạnh lượng tạo ra một cái không khí đối lưu rất mạnh thường như vậy vào buổi chiều thì là cơn rông mạnh nó mới xảy ra và trong cơn rông mạnh thì nó đã còn theo cái gió giật mạnh lên đến cấp 7 và cấp 8 trong dân gian chúng ta vẫn hay gọi là rông bão tức là rông nó mạnh như là bão đặc biệt tính chất nguy hiểm của trận mưa rông này là gió giật mạnh kèm theo xét xét trong cơn rông chiều qua đã đánh hỏng nhiều trạm biến thế và gây mất điện ở một số khu vực tuy nhiên đây vẫn được cho là một hiện tượng thời tiết bình thường Tình trạng rông mạnh như là một cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm này thì vẫn hay xảy ra thường xuyên vào giai đoạn đầu của mùa hè, đặc biệt cuối tháng 5, tháng 6 và có thể sang đến đầu tháng 7 nữa và thường hay xảy ra vào buổi chiều và buổi tối. Thì trong những ngày tiếp theo thì có lẽ là vẫn còn có khả năng lặp lại cái hiện tượng rông mạnh xảy ra. Chỉ có điều là cái 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 cường độ mạnh rất mạnh như thế thì có lẽ là ít theo dự báo trong đêm nay và ngày mai miền bắc vẫn tiếp tục xảy ra mưa rông lớn trên diện rộng mặc dù cường độ của nó ít có khả năng mạnh như hôm qua nhưng người dân vẫn cần hết sức lưu ý tìm nơi trú tránh an toàn khi gặp mưa rông lớn tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra